chào tất cả các bạn nha. Hôm nay vợ chồng mình thu hoạch bạc hà các bạn ơi. Đây, bạn xem bà xã mình đang cắt bạc hà bán các bạn. Lấy trồng vườn thì trồng bạc hà rồi bán đỉnh rồi các bạn ơi. Các bạn thấy dùng clip bạc hà mình tốt không? Đó. Vậy cho để mình quay cho các bạn xem cái bà xã mình đang cắt bạc hà nha các bạn. Bạc hà tốt quá trời các bạn ơi. Nào thấy bành bành không thấy không? Đó, mình đang cắt bạc hà. Quá trời hấp dẫn luôn. Gốc các bạn để cho nó lên mấy cái bẹ sao nó tốt hơn. Các bạn nào muốn ăn canh chua bạc hà thì hãy alo mình nha các bạn. Bạc hà mình nhiều lắm. Cây này lấy được 3 bẹ luôn các bạn ơi. Ok, sau khi mình cắt xong hết trơn cái giờ nó thừa thớt vậy nè các bạn. Còn leo nha. Giờ là mỗi cây chỉ còn có 2 bẻ rồi các bạn. 2 bẻ, 3 bẻ thôi. Giờ là thừa thớt hết trơn các bạn. Các bạn thấy chưa? Rồi giờ mình đi gom bạc hà lại các bạn, coi mình được khoảng bạc hà nhiều không. Mình thu hoạch được bao nhiêu đây bạc hà đây các bạn, chắc cũng phải tầm chục ký các bạn. Rồi vậy là cái mình đã làm xong cái việc cắt bạc hà các bạn, mình đã thu hoạch xong cái bạc hà được 15 ký đó các bạn, cũng được mấy chục ngàn, ở vườn được mấy chục ngàn là cũng được rồi đó các bạn. Vậy là cái công việc thu hoạch bạc hà của vợ chồng mình chiều nay ở vùng quê này cũng đã xong rồi các bạn. Chúng vùng quê thật là bình yên đúng không các bạn? Đó, thì
các bạn có yêu quý cái vùng quê bình yên này thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha các bạn, cũng không mất nhiều thời gian quý báu của các bạn đâu. Thì cảm ơn các bạn đã xem video giúp mình nha. Các bạn nếu cảm thấy hay hãy cho mình một lượt chia sẻ để có thêm động lực nha các bạn. Giờ bye bye, chào tạm biệt.